Hello, everybody. I'm making dried squid. My husband cut the squid, and now I'm going to dry it. Now I draw the squid. Squid. Pepper, salt, and sugar. Now I put it in the oven.
pepper. Hot pepper. There we go. Lunch always, never recall the dinner. Yes, lunch. Mm-hmm. So, hôm nay, what do you have here? Squid. Mực kén. Green onions. Pineapple. Thơm. Herbs. Lá. Những rau thơm. Thơm và thyme. Basil. Rau quế, húng quế, mint, a bit of wine, với quay quái là rượu đế, rượu trắng, hot pepper, ớt của Đại Hàn, rồi sesame seed, right, sesame seed, yes, sesame seed too, yes. Mm-hmm. Okay, and rice? Rice too. Always. Yeah. Always rice. Với gạo trắng. Rice is my middle name too. Rice and real. Gạo trắng, yeah. And nước mắm, nước tương là nước mắm đây. Nước tương. Nước tương này. Soy sauce. Yes. Hot sauce, my middle name. Yes.
hot pepper. Đó. Đây các bạn, đó, một muỗng. Ngon lành luôn. Đây là các bạn đó. Đó, một muỗng tương ớt nè đó. Hôm nay mình sẽ nói về nghĩa là ai là nước nào kỳ thị nhất thế giới tập 3. Đó, cho nên các bạn biết rồi là nước nào kỳ thị nhất thế giới rồi đó. Đúng không? Nước Việt Nam mình là kỳ thị nhất thế giới. Rồi người ta qua tới đây người ta cũng kỳ thị cái người qua đây là qua đây là họ cũng kỳ thị cái người ở bên đây nữa. Nếu mà nó nghĩ rằng là mình là nhất nhất thì ở Việt Nam đi chứ qua đây làm gì, qua đây làm gì, phải kỳ thị với những người ở đây, đúng không? Cho nên tại sao Việt Nam mình nó không có hòa đồng được á, không? Ví dụ như người Ý người ta qua đây người ta cũng lập ra cái Little Italy, không? Rồi người Hy Lạp người ta qua đây cũng Little Greek, thấy Việt Nam thì Little Sài Gòn, không? Rồi đó, thấy không? Thì người ta làm như vậy nhưng mà người ta vẫn hòa đồng, người ta không có phải là giống như là bánh mì là ngon nhất trên thế giới, hay là phở là ngon nhất trên thế giới, mà thật ra cái những cái món đó không phải món của Việt Nam thuần tí, không phải, cái đó của ngoại quốc đem vô, mình không thể nào tự hào được mấy cái món đó. Món của mình tự hào là phải là mì Quảng đó. Mì Quảng là trên tất cả thế giới không có nước nào giống như cái mì Quảng hết. Cao lầu cũng không phải nữa, cao lầu của Nhật, thấy không? Kiểu có mì Quảng rồi mình tự hào. Còn bánh mì sao tự hào được? Nếu không có pháp đồ hộ thì bánh mì ở Việt Nam mà không bao giờ có, phải không? Những nước khác người ta đâu tự hào đâu. Nên Việt Nam mà cái ăn là cái là 4.500 hiến, những nước khác người ta đâu cần thiết với cái mà mấy ngàn năm dân hiến của họ, nhưng mà thấy cái đời sống của họ nó tinh tế, sảng khoái, vui vẻ, sảng khoái, người ta không có tự hào về cái những đó. 4.000 năm dân hiến mà bây giờ cái mình Việt Nam mình vẫn còn giống như là những đồ vật nọ của thế kỷ thứ 18 còn trở lại, đi vô những cái vùng sâu vùng xa. Còn bên đây các bạn thấy không, vô rồi ở Việt Nam mình á cũng là cái là sao, kỳ thị cả cái người ở miền quê và cái người ở thành phố, không? Ở Việt Nam á những người ở miền quê á là học hành nó không có được như bằng ở Sài Gòn, không biết là sao, nhưng bên đây nó khác. Cái người miền quê á, cái sự giáo dục của họ vẫn y chang như người thành phố. Người thành phố học sao là người miền quê học vậy à. Rồi thấy không, như là ở đây là ở những cái miền quê, mỗi vùng thôn quê đây á, họ vẫn đi shopping, họ mua trên mạng, họ mua đồ giống như người thành phố mua thôi. Họ mặc ăn mặc cũng giống y như người thành phố mặc đó, không khác. Có những người Việt Nam qua đây nghĩ là những người mà ở trong thôn quê là ngu đần hơn người thành phố, không có đâu. Đây đó, cái sự giáo dục đồng nhất. Người thôn quê á, họ có trí não hơn. Tại sao? Họ phát minh ra những cái dụng cụ máy móc để tăng trang hóa cái đời sống thôn quê của họ. Thấy chưa? Ở Việt Nam mình á, thấy không có tăng trang gì hết.
À, miền quê là y chang cách cài cúc ruộng rẫy y chang như là cách đây khoảng đâu cả triệu năm luôn. Không có sao chứ. Như đây cái bộ kỹ thuật về canh nông những trường đại học á, chỉ về như là cách gieo trồng, phương pháp nuôi hải thủy sản này nọ đó. Không, là những người nông dân á, là có những người tôi học tới cả bằng tiến sĩ luôn á, về vấn đề như là nông trại nọ, về mà gieo hạt, cách như là cách thử hạt, thử nghiệm loại hạt mới, rồi họ dùng những cái phòng bào chế. Không, có một cái vấn đề người đây đó, người nông ở đây á, người ta dùng cả cái máy bay để người ta gieo hạt, dùng vệ tinh để coi chỗ nào sâu bọ, không có cái hồi xưa là anh dùng trực thăng để nó đi rải những thuốc trừ sâu bọ, bây giờ thì anh dùng drone, mà không phải kết nối với vệ tinh, từ vệ tinh nó thẳng xuống, vâng. Thì nó mới biết được chỗ nào bị mùa màng sâu bọ nó phá, không rồi loại thuốc nào, hoặc là nó tránh dùng cái chất hóa học nhiều, đó, không, đó, còn Việt Nam mình không, còn mua rồi chất hóa học của tổ trung không về, làm đất đai Việt Nam mình bây giờ nó giống như nó mất rồi, mất sinh khí rồi. Quá nhiều và quá chắc đi, làm cái đất nó khô cằn. Rụng rẫy thất mùa, rồi những côn trùng ở đây á, không, nó không bắt những chim, không cho bắt những chim, những chuột, những kinh cú gì đó, những cò vò, và nó, cái hồng bồ nông nữa, những con đó nó giúp mùa màng. Cả ruồi ở đây nữa, ở đây ruồi nó cũng không có bắt không như như Việt Nam mình, một châu chấu chẳng hạn vậy, những cái con nào á, lợi ích cho nhà nông là tại vì sao những cái con đó nó ăn ngon sâu rồi nó lượm hết. Còn bên đây á, chuột đồng á, chỉ cho rắn ăn thôi, những cái người mà đi bắt cho chuột đồng đây nè, để bắt xong cái về ta làm xong xuôi rồi cái ta úp lạnh để cho ra những cái người mà người ta nuôi rắn á các bạn đó, ăn. Rồi, người đây không có ăn chuột rắn, mấy cái thịt đó không họ mà ăn. Tại sao những người Việt Nam này đó còn ví dụ như ở Việt Nam kêu là nông thôn mới, cái nông thôn mới không phải là xây cái bờ rào bằng tường hay là trồng cột trụ lên là kêu là nông thôn mới được. Nông thôn mới là sao? Cách canh tân, cách cải cách về điền địa, cách lấy giống, làm giống ra, không có dùng những cái phương pháp cổ lỗ sĩ, không phải là nông thôn mới rồi, phải tráng xi măng trong những ngôi làng mạc đó, không phải, không phải nông thôn mới. Nông thôn mới cần phải có máy cấy, máy cày, máy xới đất, đó, những cây cần cẩu, máy xúc đất chẳng hạn vậy. Nhưng mà Việt Nam như là trong những vùng nông thôn mới đó, không thấy máy cần cẩu đâu hết,
Còn sử dụng máy xúc đất không à? Bởi năm mới. Tất làm phải có sự tổ hợp, học hỏi những phương pháp mới. Cho nên cái năng suất hiệu quả Việt Nam dùng thuốc quá nhiều. Rồi phê bệ. Cho nên Việt Nam mà nói kỳ thị nhiều thứ kỳ thị. Kỳ thị người thôn quê với người thành phố. Ở đây á, người thôn quê á, họ không có đi lên thành phố, họ ngơ ngác đâu, Gốc người thành phố, họ đắt người thôn quê. Người thôn quê ở đây á, họ biết cả thành phố. Ở Việt Nam mà đúng. Những người trong quê lên ăn mặc không có mà hết. Tại sao? Tại sao vậy? Quê mặc đồ khác, lên Sài Gòn. Ở Sài Gòn mặc đồ khác. Đó, cho nên tạo ra cái con người đó. Rồi người ta nói kìa, hai lúa lên tỉnh vậy đó. Hai lúa lên thành phố cũng hàng vậy. Cái sự hiểu biết của người nông dân Việt Nam đó, bị thái quá, không hiểu gì hết. Kỹ thuật nông nghiệp không có. Rồi cái đại học nông lâm xúc ở Việt Nam nó làm gì không biết nữa, không có giúp được gì cho người dân á. Còn đại học nông lâm xúc ở đây là học cũng phải đi ra ngoài nông thôn á, thường thường là những cái đại học nông lâm xúc nó không có để trong thành phố, để ngoài vùng ven á, với thành phố nhỏ về cái có trồng ruộng á, thì họ với học họ với ra thực nghiệm luôn. Còn nông lâm xúc mình ở Việt Nam, ở Thủ Đức, bây giờ Thủ Đức thì cũng là đưa lên thành phố rồi, sao chỉ có bê tông, chẳng lẽ mà trồng trên bê tông à, là tại sao? Rồi cái người có những cái cũng ăn đi ngược thế giới là đẹp. Nông thôn mới mình thấy nông thôn gì, nông thôn mới gì vẫn cúi mặt dưới đất, cõng lưng cõng mông lên trời. Khi nào Việt Nam nó bỏ được cái mà ngồi trên ngồi trong hõm á, thì lúc đó dân tộc có tiến được. Họ cho miếng chơi mới học. Bỏ cái ngồi trong hõm, ăn cơm phải có bàn, phải cái sức ăn ngang cái tầm lực mình. Còn nó ăn cơm mà cái mông mình nó gần cái thức ăn á, khó tiếng lắm. Cho nên á, cái nông thôn mới ở Việt Nam á, hiểu sai nghĩa. Ở Việt Nam vẫn có nhiều nhà lá, không phải là nhà gạch, biết được là nông thôn mới.
miễn sao mà cái đời sống cho cái người nông dân á họ yên bình là làm giàu á, giống như bên đây là nông dân ở đây giàu không các bạn. Còn sao nó giàu không có mua máy móc, kết nối với mà máy vi tính, rồi nó kết nối cả với satellite nọ, thấy chưa? Thì cái với người ta phải phải có trình độ nữa, không trình độ mà không phải trình độ nông dân, trình độ quốc tế là như vậy. Cái người nông dân mình cái trình độ nông dân mà hai lúa rồi thôi, rồi nói ra cái gì là nguyễn trời đậu hết, không biết gì hết, không không biết là loại hóa học này là sao hay là cắt cho thuốc này ra sao. Còn đi mua mua của ngoại quốc không à, mua của tàu cộng về, không mình không có làm ra được cái thuốc để người xấu Việt Nam mình, đất Việt Nam mình nó càng trên cao kia nó càng lạnh hơn, nó khác dùng đồng bằng sông Cửu Long, không Việt Nam không làm gì được á. Nhưng mà con cái là nó tự hào. Việt Nam có tính tự hào, không biết tự hào cái gì mới nữa. Tự hào đánh Mỹ, đánh Pháp, đánh Nhật rồi đủ thứ đó. Nhưng mà có cái tụi Tàu đánh không lại, không dám. Biển đảo thì mất rồi, Trường Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa gì mất một quán rồi. Còn bây giờ đang ráo riết đó. Mỹ tất cả nước tứ đại kim cương, Nhật, Úc, Mỹ, Ấn Độ, rồi bây giờ là mình là đang mà bùng ở trận chiến mà Biển Đông mà, sao không? Cho nên là Việt Nam thì im re, không nghe Việt Nam nói gì hết. Còn cái tàu, ví dụ tàu Quang Trung á, hồi đó Quang Trung đánh trong biển, trong ít kêu hay là Quang Trung này nọ là tàu đó, rồi đánh trong sông thôi à, chứ không có đánh ở ngoài biển được. Biển phải đặt cái tên khác. Trần Hưng Đạo là Quang Trung gì đó là toàn là đánh trong sông mà, không bây giờ cái tụi Trung Cộng nó cũng vậy, nó đưa ra những cái chiến thuyền nó cặp lại, nó cột lại với nhau giống như là cái Red Clip kiểu chiến thuật của nó vậy, tụi Trung Cộng nó chỉ chiến thuật xích bích vậy đó, phải không? Nó trong sông nó phải một biển sao chơi lại. Biển mộng rộng mênh mông gấp mấy lần của sông luôn, không? Mà thời buổi giờ satellite nó nhìn xuống nó biết hết, nó thấy hết. Mà cột lại như vậy là nó bắn vô một cái là cháy tầm banh hết. Sao chạy? Bắn vô cái là chìm rồi, kéo nhà chìm xuống luôn, biển chứ làm gì? Việt Nam không có tàu ra nên nữa, ít nhất là tụi bên tụi Philippines á, tụi Phi Luật Tân á cũng đưa tàu ra nhử để nó để cho nó ví dụ cho tàu Trung Cộng á, phải không, hải quân Trung Cộng đuổi được đuổi rồi đó, để nó xí nó quay phim đưa lên báo, không rồi ông hải phận của Philippines là làm càng như vậy, nung đốt tinh thần lên. Nó nung đốt tinh thần dân tộc của lên. Việt Nam mình ở đây là biểu tình chống Trung Cộng cái đài ngọt liền, không biểu tình là quy phục lại. Nam quy phục bằng tổng là